giàu vì bạn, sang vì vợ, bốn kiểu người càng kết thân, cuộc sống càng lên hương. Người xưa quan niệm, tìm được một người bạn tốt giống như đọc được một cuốn sách hay. Kết thân với những người tích cực, lương thiện sẽ giúp cuộc sống ngày càng tươi sáng, may mắn tìm đến. Các bạn thân mến, người xưa vẫn hay có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Câu nói này có ý nghĩa là, môi trường sống xung quanh cùng với những người mà bạn kết giao sẽ ảnh hưởng lớn đến nhân cách đạo đức cũng như xu hướng phát triển của mỗi người. Trong cuộc đời này, nếu như chúng ta gặp được một trong số bốn kiểu người dưới đây, họ sẽ mang đến vô số lợi ích và giá trị quý giá. Những người bạn này giống như kho báu, mang đến năng lượng cũng như vận khí giúp cho bạn trở nên tốt hơn. Đây chính là quý nhân trong cuộc đời bạn mà bạn cần phải trân trọng, đừng để tuột mất. Hãy cùng Trầm Hương Thiên Đức khám phá bốn kiểu người ấy nhé. Kiểu thứ nhất, người luôn tiến về phía trước. Quỷ Cốc Tử tiên sinh từng cho rằng, người có thể tự mình chữa lành sau biến cố, nghèo khó nhưng biết vươn lên và phấn đấu lập công rất xứng đáng để có thể kết giao sâu đậm. Kết bạn không phải thích là làm, cần phải xem xét năng lực của đối phương. Theo đó, một người tích cực luôn tiến về phía trước, có thể kéo bạn đi lên. Họ là những người giỏi động viên, khuyến khích, tiếp cho bạn năng lực để bạn tiến về phía trước, để tận đích thành công. Những người này cũng không ngại đầu tư công sức để quan tâm cũng như giúp đỡ bạn để phát huy, giúp bạn tạo ra sự khác biệt. Khi ở cạnh những người đồng hành nhiệt tình như thế, bạn giống như đang tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, giúp bạn nhanh chóng đạt được mục tiêu, thành công như mong muốn. Những người luôn tiến về phía trước, luôn cống hiến thời gian của họ một cách hào phóng, giúp bạn tìm kiếm, khai thác và tận dụng những điểm mạnh của chính họ, hỗ trợ bạn một cách nhiệt tình và hiệu quả. Một khi bạn cần đưa ra một quyết định trọng đại, đừng quên tìm đến những người này để trò chuyện và trao đổi. Điều này rất có lợi cho bạn. Nguyên nhân bởi họ giống như một huấn luyện viên và một nhà quản lý tốt nhất, là người có thể dẫn dắt bạn vượt qua chính mình và đạt đến một thành tựu tiến bộ hơn ở đoạn đường phía trước. Chưa kể, một người bạn chân thành sẽ hiểu được làm thế nào để vận dụng trí tuệ của cả hai, hỗ trợ lẫn nhau, chứ không phải cạnh tranh gay gắt hay nảy sinh tâm lý thù ghét. Điều này tương tự với cách mà Henry Ford từng nói, người bạn tuyệt vời nhất chính là người đã giúp tôi nhận ra những điều tốt đẹp nhất trong mình. Họ không chỉ là bạn bè, là người thân, mà còn là quý nhân mà bạn nên đối xử chân thành, trân trọng suốt cuộc đời. Kiểu thứ hai, người vững vàng như trụ cột. Đây cũng là một trong số những người bạn có trong hành trình dài của cuộc đời mỗi chúng ta. Mỗi người bạn như thế này sẽ luôn sát cánh bên bạn, hỗ trợ niềm tin, biết cách khen ngợi đúng lúc, giúp đỡ bạn khi cần thiết. Một khi gặp trắc trở, những người bạn này sẵn sàng lùi về phía sau để làm điểm tựa vững chắc cho bạn. Albert Hubbard từng nói rằng, bạn là người biết tất cả về ta nhưng vẫn luôn yêu thương ta. Họ chính là những người bạn trung thành nhất, biết được mọi thứ, bao gồm cả những bí mật sâu kín cũng như xấu xa nhất của bạn. Tuy nhiên, họ vẫn chấp nhận và luôn yêu quý ta. Vì thế, nếu đã coi là bạn, không nên tìm cách giấu giếm làm gì. Tốt nhất nên thẳng thắn chia sẻ với họ. Từ đó, bạn chắc chắn sẽ có được những lời khuyên ý nghĩa nhất. Kiểu thứ ba, người thú vị. Ở bên cạnh một người thú vị sẽ giúp tinh thần và cuộc sống của bạn trở nên tích cực hơn rất nhiều. Kết giao với những người bạn thú vị chẳng khác nào bạn khám phá ra cả một kho báu. Kho báu này có thể mang đến cho bạn những điều bất ngờ, những món quà dù nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng, tô điểm cho cuộc sống lung linh sắc màu. Bên cạnh một người bạn thú vị, cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập dư vị, dù trước đó mọi thứ dường như trôi qua vô vị và nhạt nhẽo. Việc nuôi dưỡng thế giới nội tâm sẽ giúp bản thân trở nên thú vị và phong phú hơn. Chỉ cần có được những điều này, cuộc sống của bạn dù có phiền não đến đâu cũng nhanh chóng trôi qua. Một khi bạn trở thành một con người thú vị, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng mọi khó khăn trên đời này đều có cách giải quyết. Kiểu người thứ tư, người đáng tin cậy. Ít ai biết được rằng
đáng tin cậy chính là một trong những điểm quyến rũ nhất của một con người. Kết bạn với những người đáng tin cậy sẽ giúp bạn ngày càng tiến xa hơn, may mắn liên tục tìm đến. Đồng thời, bạn cũng biết cách nắm bắt cơ hội, thay đổi cuộc đời theo hướng tích cực hơn. Thực tế cho thấy, nếu như muốn đi nhanh, hãy đi cùng người thông minh. Tuy nhiên, nếu như muốn đi bền lâu, bạn tốt nhất nên đồng hành với những người đáng tin cậy. Thông minh chỉ là thiên phú mà thôi, trong khi đáng tin cậy lại là bản lĩnh. Đường đời vốn rất dài, càng đi ta sẽ thấy lòng người rất khó đoán, khó dò. Những người thông minh có thể giúp bạn nhất thời, nhưng những người đáng tin cậy có thể giúp bạn cả một đời. Chính vì thế, có được một người bạn đáng tin cậy là một điều may mắn nhất trong cuộc đời. Các bạn thân mến, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, chọn bạn mà chơi. Người xưa quan niệm, tìm được một người bạn tốt giống như đọc được một cuốn sách hay. Kết thân được với những người tích cực, lương thiện sẽ giúp cuộc sống ngày càng tươi sáng và may mắn tìm đến. Chúc các bạn thính giả của Trầm Hương Thiên Đức sẽ tìm được một cuộc sống an yên, hạnh phúc và những người bạn đáng tin cậy. Đừng quên follow kênh và ủng hộ chúng tôi bằng cách để lại like và comment ý kiến của bạn ở dưới bài viết nhé. Trân trọng cảm ơn quý anh chị.